ngày qua, các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh đều cảm thấy lo sợ khi hàng loạt nắp hộp điện của các trụ đèn chiếu sáng bị tháo gỡ, lấy cắp, gây nguy hiểm rất nhiều khi mùa mưa bão năm nay sắp đến gần. Đoạn bị mất nắp hộp điện trụ đèn chiếu sáng nhiều nhất là đoạn từ Bãi Dài đi sân bay Cam Ranh. Các hộp điện trên các trụ đèn này mất nắp, lòi cả công tắc và đường dây điện đấu nối chằng chịt bên trong. Cứ cách vài chục mét lại có một trụ đèn bị mất nắp. Có đoạn cả hàng loạt trụ đèn nối tiếp liền kề nhau đều bị mất nắp, lộ ra các lỗ hổng trống khoác hiện nhan nhản ngay trước mắt người đi đường. Tình trạng các hộp điện bị tháo gỡ, mất nắp như trên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần. Các hộp điện do không còn nắp đậy sẽ bị chạm, chập điện khi nước mưa văng vào, có nguy cơ gây nổ, gây nguy hiểm đến các phương tiện khi lưu thông trên đường, nhất là người đi xe máy. Rất mong ngành chức năng quản lý tuyến đường này cũng như ngành điện nơi đây sớm cho lắp nắp đậy các hộp điện bị mất nắp của các trụ đèn chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường đi sân bay Cam Ranh.